Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel Trải Nghiệm Game, và chúng ta cùng trải nghiệm sớm nhất bộ trang phục Murad Đồ Thần Đao với hiệu ứng chiêu thức kèm theo bậc SS. Bắt đầu nào. Sơ qua chúng ta có thấy được cái lưới dao của Murad quá đẹp rồi anh em ơi, thật là ấn tượng mà. Đây chắc là đồng minh của vị tướng Tulen, Tân Thần Thiên Hà rồi. Murad đứng ở trên cái phiên bản beta 16 anh em ơi, phiên bản mới hẳn hoi luôn nhé. Đẹp tuyệt vời. Một bộ trang phục xứng đáng để chúng ta có thể bỏ thận ra. Khá nhiều thận đó anh em ơi. Cảm tưởng giống như là một nhân vật hoạt hình nào đó ấy. Vâng, đây là chiêu thức 1 của Murad. Đối diện với chàng ta đó chính là vị tướng Tulen, Tân Thần Thiên Hà, một đồng minh tin cậy của bộ trang phục cùng chủ đề Thiên Hà này. Rất tiếc là bộ trang phục của Murad lại mang tên là Đồ Thần Đao, hay người ta gọi là Alan Walker đấy ạ. Tức là một chiến binh của vũ trụ, chứ không phải là một vị tướng nào khác. Chúng ta cùng trải nghiệm tất cả bộ chiêu thức của Murad nào. Wow, nhìn như một cái hố đen anh em ạ. Thực sự rất đẹp, giống cái hiệu ứng biến về của vị tướng Tulen Tân Thần Thiên Hà. Chúng ta cùng nhìn chậm lại nhé. Tuyệt vời quá. Ok, đây là đòn đánh thường của Murad để mà tích tụ nội tại sử dụng chiêu cuối. 2 3 4 nện nào. Wow, khá là ấn tượng anh em ơi. Tôi thích chiêu 2 của Murad hơn. Đây là hiệu ứng thực chiến của Murad nha anh em ơi. Đẹp quá. Rất là tuyệt vời anh em ơi. Nhưng mà chắc chắn với cái hiệu ứng biến về này chúng ta phải xem lại thêm lần 2 nhá. Ok, vừa rồi là mình vừa trải nghiệm cùng các bạn xong về bộ trang phục Murad này. Chúng ta cùng xem và trải nghiệm lại thêm một lần để xem là Murad liệu có xứng đáng để chúng ta bỏ thận ra không nhé. Bộ trang phục này chính thức ra mắt tại bên bản Đài Loan rồi, còn bên Việt Nam chỉ là chậm hơn 1 tháng mà thôi anh em ơi, 1-2 tháng mà thôi. Vì vậy các bạn ơi, các bạn có hai sự lựa chọn. Một là tham gia vòng quay để mà quay lấy Rat Muay Thái chính thức ra mắt rồi. Rất tiếc là bộ trang phục kia mình nhận được rồi anh em ạ, nhưng mà mình muốn test trước và muốn gửi đến cho anh em bộ trang phục của Murad Đồ Thần Đao trước cơ. Còn bộ trang phục mà Rat Muay Thái mình sẽ gửi đến anh em sau nhé. Chứ vậy anh em đừng quên đón xem để mình sẽ gửi đến cho anh em cả hai bộ trang phục này sớm thôi anh em ơi. Nhà mình vẫn thích vị tướng này hơn, chứ vậy mình gửi sớm cho anh em ạ. Thật là đẹp tuyệt vời anh em ơi. Wow. Mặc dù mình không phải là một người đi rừng và vị trí sở trường mình không phải đi rừng, nhưng mình thấy được rằng cái bộ trang phục này nó quá đẹp để đáng để mà đưa vào bộ sưu tập chúng ta anh em ơi. Đôi lúc không hẳn là chúng ta mua về để sử dụng, mà đôi lúc mua về để ngắm thôi là đủ dùng rồi. Hiệu ứng quá tuyệt vời. Tôi tin chắc rằng các bạn đang rất là hào hức và muốn bên Việt Nam sớm cập nhật đi để mà có thể đưa Murad Đồ Thần Đao về với mái nhà chung của chúng ta đúng không nào. Chắc chắn anh em biết rồi đó, Murad vừa rồi chúng ta được tặng free, và hiện giờ Murad lại có thêm một bộ trang phục tuyệt vời như vậy, thì chẳng lý do gì nếu bạn là một fan và một best Murad thực thụ lại bỏ qua bộ trang phục này rồi đúng không nào. So với bộ trang phục Sơn Tùng NTP thì mình thấy rằng bộ trang phục này quá tuyệt vời luôn. Anh em đánh giá ra sao về bộ trang phục này? Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên, các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay, và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.